Những đứa con tử tù đáng thương nhất Việt Nam đẻ ra đã khổ, mang kiếp bố tử tù, mẹ biệt giam. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiêu sử tử tù Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Vào năm 2008, tròn 10 năm gia đình bà cụ Đính, bốn bà cháu lần hồi bên nhau. Bà già như cái cây khô bên trời, ba đứa cháu thơ dại non nớt như rẻ cây non, nương tựa vào nhau để sống, để tồn tại gắng sức vượt qua tai họa khủng khiếp của gia đình vượt qua mọi cay đắng tận khổ trong cuộc sống của một người mẹ có con trai là tử tù, con dâu là tù án nặng và nỗi cay cực tủi hổ của những đứa con thơ có cha mẹ là những kẻ tận ác. Nỗi đau tận cùng của mẹ già. Những cụ già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những đứa trẻ thơ đơn độc côi cút giữa cuộc đời, họ luôn cần lắm những tấm lòng chia sẻ của cộng đồng. Hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn dành một chuyên mục cho tấm lòng nhân ái. Nhưng hình như những cụ già, những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh thương tâm được cộng đồng chia sẻ chưa bao giờ là một cụ già, mẹ của tử tù hay những đứa trẻ đơn côi ấy chưa bao giờ có bố là tử tù. Mẹ là tội nhân, án đầy biệt xứ. Vì sao tội lỗi của cha mẹ chúng lại đổ hết lên đầu con thơ mẹ già? Vì sao cộng đồng chưa mở tấm lòng nhân ái với những thân phận vô tội ấy? Phải chăng lòng từ thiện bác ái của chúng ta. Có giây phút nào đó chưa thật sự công bằng với bao mảnh đời chịu chung một số phận bất hạnh, đáng thương hay không? Cái ngày vợ chồng thằng con trai một đời hiền lành nết na chăm chỉ, làm ăn ở cái thôn nghèo của làng Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, bỗng phạm phải một tội ác tày trời. Cùng là ngày chấm dứt chút hạnh phúc nhỏ nhoi của một kiếp người lầm than và cơ cực của cụ Đỗ Thị Đính thằng con trai hiền lành như củ sắn củ khoai cả đời lầm lũi làm ăn chăm chỉ ít nói ít vô vợ nó hay mồm mép nhưng cũng lam làm hiếu thuận bậu đầu mâu thuẫn ghen tuông cụ đính cũng không biết rõ hai vợ chồng con trai cụ là nguyễn tiến thủ và vợ là đỗ thị hạnh đã một tay che trời để làm một tội ác trời không dung đất không tha đó là đoạt mạng người mà hành vi hại người của vợ chồng thủ và hạnh dã dạ man đến mức có nhắm mắt cụ đính người đẻ ra thủ cũng không thể hình dung được. Nó dùng xăng để lấy mạng, hai cho con anh Đỗ Hữu Hùng, người cùng làng. Vậy là bỏ lại hai đứa con thơ dại. Đưa lớn nhất lên sáu, đứa bé nhất lên ba cho bà cụ đính đã ngoài bảy mươi tuổi. Vợ chồng chúng nó đưa nhau vào tù. Thằng thủ chủ mưu vụ án bị tội tử hình, đã thi hành án được chục cái rỗ rồi. Vợ thủ là Hạnh, mẹ của ba đứa con thơ dại, bị tòa kết án 18 năm tù giam kể từ cái ngày oan nghiệt ấy đến năm 2008 đã 10 năm. Và năm 2008 tròn 10 năm gia đình bà cụ đính, bốn bà cháu lần hồi bên nhau. Bà già như cái cây khô bên trời, ba đứa cháu thơ dại non nớt như rẻ cây non, nương tựa vào nhau để sống, để tồn tại, gắng sức vượt qua tai họa khủng khiếp của gia đình, vượt qua mọi cái đắng tận khổ của cuộc đời của một người mẹ có con trai là tử tù, con dâu là tù án nặng và nỗi cay cực tủi hổ của những đứa con thơ có cha và mẹ là những kẻ tận ác. Bà cụ đính lúc ấy đã 82 tuổi rồi. Chân bà đã run, lưng còng dạp, đôi mắt đã mờ đục, vẫn ngày ngày cặm cụi ra đồng làm những công việc cực nhọc và nặng nề của một người nông dân như làm đất, gieo mạ, cấy lúa, gặt lúa, phơi lúa. Và mùa vụ những công việc này đối với một người trẻ khỏe vẫn còn bở hơi tai. Thế mà nhìn cụ đính lầm lũi với đồng áng, đất đai, trong một nỗi cô đơn, thui thủi, nhiều người phải chạy lòng mà rớt nước mắt. Việc đồng áng nặng nhọc, lúc nông nhàn bà cụ đính lại lầm lũi, suốt ngày lội ở ao rau muống đầu làng, chăm sóc ruộng rau, tới tắm bón thúc, để đến bữa chợ, có thể bó lấy vài chục mớ rau, gánh xuống chợ bán, kiếm ít tiền, mua sách vở, cho mấy đứa cháu mồ côi. Ở tuổi của cụ đính lẽ ra nghỉ ngơi An hưởng tuổi già vui vẻ với con cháu Nhưng số phận thật oan nghiệt Khi giáng xuống gia đình cụ Cách họa tài trời Mười năm rồi Nghĩ đến tai họa ngày đó Cụ đính mất thằng con trai Con dâu tù biển biệt Gia đình tang thương tan nát Mười năm nay cụ đính mẹ của tử tù Nguyễn Tiến Thủ Thay thằng con trai con dâu bất hiếu Để nuôi nấng Chăm bẵm mấy đứa cháu mồ côi Lớn lên cái cảnh mẹ già nuôi cháu thơ trong nỗi đau mất con đau xé lòng Lại thêm tội ác mà đứa con của cụ gây ra Dù luật pháp đã xử từ nó Nhưng những nghệ lụy của đứa con dại để lại nơi thôn quê bé nhỏ này Thật bầm gan tím ruột Mang tiếng là mẹ đẻ của hai kẻ tội nhân Cụ đính xòe đôi bàn tay gầy yếu giả cỗi ra để ôm ấp Chở che cho ba đứa cháu nhỏ mồ côi tội nghiệp Trong tiếng bấc tiếng chỉ Trong lời thị phi của thiên hạ Và đương nhiên cả nỗi thù hận, đau xót không thể nào tha thứ được của gia đình nạn nhân. Hai bố con, anh Đỗ Hữu Hùng bị mất mạng oan nghiệt dưới bàn tay của thủ và hạnh. Thằng con trai cụ đính đứt ruột đẻ ra nuôi lớn khôn, bây giờ hồn đã siêu phách đã lạc trong cõi nhân gian. Nhưng hệ lụy nó để lại cho cụ và các con đẻ của nó thì đến bao giờ mới hết. Cụ đính lầm lũi đi cúi đầu, về cúi tai, gặm gỏi sức tàn lực kiệt chăm sóc cho mấy đứa cháu nội như người đã đẻ ra chúng. Đòn roi của người đời Hơn 80 tuổi rồi, cụ đính một lần nữa lại làm mẹ, chở che cho ba đứa cháu như đàn gà con trước sấm sét đòn roi của người đời. Cụ đính kể lại, nỗi đoạn trường nuôi mấy đứa cháu mồ côi Mặn nước mắt chan chan. Nhìn một cụ già ngoài 80 tuổi, thân thể quắt như cọng rau muống héo, ngồi khóc thương con cháu mà đau xót. Khi bố tử hình mẹ vào tù, các cháu còn quá nhỏ để không hình dung được nỗi đau. Lớn lên một chút, ra ngõ là có người chỉ trỏ xì xào, cha nó lấy mạng người bị tử hình, mẹ nó tù biệt xứ. Đến tuổi tới trường, chúng bạn cũng thì thào vào tay nhau, rằng đó là con của kẻ ác nhân. Mỗi lần như vậy, chúng lại chạy về nhà và ôm bà nội khóc. Mười mấy năm nay, bà nội già yếu vừa là chỗ dựa vật chất cho ba đứa trẻ có cái ăn cái mặc có chỗ ngủ lúc tối trời vừa là chỗ dựa tinh thần cho chúng những lúc đắng lòng vì dư luận nghiệt ngã và những ngày tết ngày khai trường nhìn cháu không có quần áo mới để mặc không có sách vở để đến trường cụ đính lại khóc cụ không ngơi tay bên ao rau muống tất cả mọi chi tiêu cho bà cháu phụ thuộc vào ao rau muống cụ chăm bón vun sới và tàn tiện mọi chi tiêu cho bản thân để dành dụm được đủ tiền mua áo mới cho các cháu khỏi tủi phận. Tết hay ngày khai trường, bà đứa cháu có được cái áo thì thôi quần và ngược lại. Thứ đồ bà đính mua cho các cháu cũng phải là đồ rẻ tiền nhất, dù vậy cũng làm ấm lòng những đứa trẻ mồ côi. May mà bốn đứa con gái của cụ đính lấy chồng làng bên Hiếu Thảo, thường qua lại giúp mẹ già nuôi ba đứa cháu mồ côi. Chỉ tội nhà ai cũng nghèo nên sự đỡ đần cũng chẳng được là bao. Cụ đính sinh sáu người con, hai trai bốn gái, thì con trai cả đã gây tội ác. Con trai thứ ở cùng một mảnh đất với bà cụ đính. Suốt ngày rượu chè chẳng những không trông nom được bảo ban ba đứa cháu một ruột mồ côi, mà còn gây sự chửi cả mẹ đẻ ra mình là cụ đính. Cụ đính vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận tuổi khổ để nuôi dạy ba đứa cháu nên người. Cụ đính nói, hoàn cảnh cha mẹ nó đã cay nghiệt như vậy. Tôi dù khổ mấy cũng dáng nuôi ba cháu ăn học, có cái chữ trong đầu, biết phân biệt phải trái mà không mặc cảm với tội lỗi của bố mẹ gây ra. Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, một mình thân già không thể nuôi ba cháu học cao lên được. Đầu năm 2007, cháu Nguyễn Tiến Thế đã tốt nghiệp lớp 9, thế nghỉ học tới nhà cô ruột là Nguyễn Thị Đức để học nghề cơ khí với các anh. Năm 2008, thế cũng đã có thu nhập một ngày 40.000 đồng về phụ giúp bà nuôi các em. Năm 2008, cháu Nguyễn Thị Thúy cũng đã tốt nghiệp lớp 9. Em nghỉ học, tới nhà cô ruột để học nghề may vá. Cả hai em đều tâm nguyện dồn sức để nuôi đứa em sau cùng là Nguyễn Tiến Thắng, vừa vào lớp 7, học hành nên người. Hôm ấy là một ngày mưa sụt sùi, bà cụ đính vừa đi chợ về, đôi quang gánh còn một mớ rau muống không nỡ bán, đem về luộc lên làm thức ăn cho cả nhà bữa tối đợi bà trong căn nhà ọp ẹp đã cũ nát vì thời gian để nghe bà kể câu chuyện của đời mình. Bà đính gặt nước mắt nói một câu làm người nghe chuyện dây dứt mãi. Cô ạ, à, tội là do con mình gây ra. Con giải cái mang, nhưng nghĩ cho cùng cơ cực lắm. Nhiều lúc tủi nhục, chỉ muốn ra đi cho nó nhẹ nợ. Nhưng nghĩ đến ba đứa cháu mồ côi non nớt. Nếu ở trong trường hợp khác bố mẹ không may bị tử nạn do qua sông đắm đỏ hay tai nạn giao thông hay vì những lý do chính đáng khác thì người đời còn thương tâm mà chìa tay giúp đỡ như biết bao số phận khác TV trên báo đã đưa tin còn các cháu tôi con của hai kẻ đoạt mạng người nếu cả bà nội của chúng nó cũng bỏ chúng nó mà đi thì ai sẽ giang tay cứu vớt thôi thì tôi phải trụ lại để nuôi chúng cứng cáp giờ có nhắm mắt cũng an lòng tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi rằng các cháu tôi không có tội Xin mọi người hãy rộng lượng với chúng Những đứa trẻ bất hạnh Luôn cần sự cưu mang, chia sẻ Của cộng đồng Vâng thưa quý vị và các bạn Các bạn có suy ngẫm gì về câu chuyện Của những đứa con tử tù này hay không Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ Tử tù hay người nổi tiếng nào Cùng để lại bình luận bên dưới Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ Tử tù người nổi tiếng mỗi ngày Trên PKT